Ok, chào cả nhà. Chào các anh chị em ạ. Cái chủ đề hôm nay chính chúng ta quan tâm đó chính là liên quan đến cái vấn đề gọi là thuế thu nhập đánh vào cổ tức bằng cổ phiếu. Thì cái vấn đề này là tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí rồi cũng như là công sức của anh em và làm mọi người rất là bức xúc trong cái thời gian vừa qua. Rồi là trước đó thì lại có thông tin liên quan đến việc là 15 tháng 12 này bắt đầu thử nghiệm cái việc là mua cổ phiếu lô lẻ là 100 cổ phiếu trên HO. Điều này sẽ hạn chế rất nhiều cho các nhà đầu tư nhỏ mua những cái cổ phiếu tốt, cổ phiếu lớn ở trên sàn, đúng không ạ? Thì nhân cái nội dung này thì Phục cũng có một số cái trao đổi cùng với anh chị em như sau. Đầu tiên là cái nội dung trao đổi hôm nay gồm có mấy phần như sau. Thứ nhất là 3 phần. Đầu tiên là hiểu đúng về thuế cổ tức. Thứ hai là những mặt thiệt hại đối với nhà đầu tư là gì? Thì cái này có vẻ anh chị em nắm rõ nhất, đúng không ạ? Thì đến cái phần thứ ba, đó là vậy đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu 5% đấy thì có mặt lợi gì không? Và chúng ta hành động như thế nào để cho cái hiệu quả đầu tư của chúng ta tốt hơn? Bởi vì Phục tâm niệm rằng có những cái chuyện mà chúng ta không thể thay đổi. Thì việc tốt nhất là hãy vui vẻ đón nhận nó và hãy tìm cách để chúng ta sống chung với nó một cách hiệu quả nhất thay vì chúng ta phàn nàn, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ đầu tiên là hiểu đúng về thuế cổ tức. Thì từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020, khi nhà đầu tư bán chứng khoán được chia thưởng, được trả cổ tức, tức là cổ tức bằng cổ phiếu đấy, sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân. Thì cụ thể hơn, thuế thu nhập cá nhân ấy thì nó không phải là bằng 5% mọi người giá bán cổ phiếu của mọi người đâu ạ. Mà nó bằng min, tức là cái nhỏ nhất giữa đầu tiên là số lượng cổ phiếu nhân với 10.000 đồng, tức là nhân với mệnh giá. Nói tóm lại là bạn nhận được 1.000 cổ phiếu bằng cổ tức thì bạn có thể phải đóng thuế là bao nhiêu ạ? 5%, tức là 500 ngàn. Hoặc nếu giá cổ phiếu mà nhỏ hơn 10.000 thì người ta sẽ tính theo số lượng cổ phiếu nhân với giá cổ phiếu và nhân với 5%. Còn nếu mà giá cổ phiếu mà hơn 10.000, tức là 100 ngàn đi chăng nữa, khi bạn nhận được cổ tức 1.000 cổ phiếu giá 100 ngàn, tức là 100 triệu đúng không ạ? Thì bạn không phải mất 5 triệu tiền thuế đâu mà là vẫn là 500 ngàn thôi. Đúng không ạ? 500 ngàn thôi. Thế thành ra vấn đề này giải quyết một số cái khâu các anh chị cho rằng sẽ rất bị thiệt hại nếu bán giá cổ phiếu giá cao, đúng không ạ? Tiếp theo là thuế thu nhập cổ phiếu này chỉ được thu khi bán cổ phiếu cổ tức mà chúng ta đã nhận được. Như vậy thì nó cũng tương đồng như với cổ tức bằng tiền mặt. Cổ tức bằng tiền mặt ạ, không khác gì nhiều. Tức là khi nào chúng ta nhận được thì chúng ta mới phải trả. Đúng không ạ? Ví dụ anh A sở hữu 1.000 cổ phiếu XYZ thì trong năm 2021 này anh nhận được 50% cổ tức bằng cổ phiếu. Tức là anh ấy nhận được 500 cổ phiếu. Đúng không ạ? 500 cổ phiếu. Trường hợp 1, nếu mà giá cổ phiếu lúc anh A này bán lớn hơn 10.000 đồng nhé, giả định là 100.000 đồng đi, thì thuế phải trả là chúng ta lấy 500 cổ phiếu nhân với 10.000 đồng thôi, nhân với mệnh giá và nhân với 0,05 thì bằng là đóng thuế là 250.000 đồng, chứ không phải là nhân với giá 100.000, tức là đóng thuế 2 triệu rưỡi thôi. Thành ra mọi người yên tâm là cái mức thuế này là một mức thuế nó không phải khủng khiếp như những gì đa phần anh chị em trao đổi đâu ạ. Trường hợp 2, nếu mà giá cổ phiếu A này chỉ có 5.000 đồng một cổ phiếu thôi thì mức thuế chúng ta đóng thì là 500 cổ nhân với 5.000 đồng và nhân với 0,05, tức là nhân với 5% thuế đấy, thì hết có 125.000 mà thôi, à 125.000 đồng thuế mà thôi. Như vậy, đầu tiên là chúng ta phải hiểu cách tính đúng đấy. Thuế thu nhập từ cổ phiếu nhận được cổ tức hoặc là chia thưởng thì bằng cái min 0,05, tức là 5% đấy, nhân với cái thị giá của cổ phiếu lúc chúng ta bán hoặc nhân với 10.000 đồng, tức là cái nào nhỏ hơn thì chúng ta phải đóng cái nhỏ như vậy. Tiếp theo, nhà đầu tư cá nhân thì bị thiệt hại thì rõ ràng rồi, đúng không ạ? Ngoài khoản thuế 0,1% khi bán cổ phiếu thì người ta còn bị mất thêm cái 5% này về cái cổ phiếu bằng cổ tức.
thì người ta sẽ bị thiệt hại. Và theo nguyên lý thông thường thì chúng ta bị thiệt hại thì chúng ta phải có thắc mắc, đúng không ạ? Chúng ta phải phàn nàn, đúng không ạ? Đó, thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là người ta áp dụng thuế thì có đúng, có hợp không? Đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta có mất hay không. Dĩ nhiên là chúng ta mất rồi, thiệt hại rồi, đúng không ạ? Thì cái mức thuế, nhiều người cho rằng là thuế chồng thuế, tức là đã mất 0,1% bán cổ phiếu rồi, lại mất 5% trên cái cổ tức, như là thuế chồng thuế. Nhưng mà như ông Phó Tổng Cục trưởng Cục Thuế, ông ấy giải thích cũng rất hợp lý. Ông giải thích trên cơ sở pháp luật, tức là thuế thu nhập cổ phần là riêng, còn thuế cổ tức là riêng. Và cái 0,1% ấy, đôi khi chúng ta bị hiểu lầm. Đó là ngày trước khi mà đưa ra cái mức thuế đánh đối với đầu tư chứng khoán ấy, người ta đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là 0,1% lúc bán, hoặc lựa chọn thứ hai là khi nào có lãi thì tính thuế, và thuế là tính 20% như vậy. Đúng không ạ? Như vậy, sau một thời gian người ta đưa ra và đa phần lấy ý kiến của nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và khắp nơi, thì người ta chọn cái phương án là 0,1%. Thì ngay cả quý vị và các bạn lãi đến 100% thôi, thì quý vị và các bạn cũng chỉ chịu có 0,1% thuế. Tức là mức thuế này rất thấp đối với những người mà cầm cổ phiếu tốt, lãi lớn trong dài hạn. Thì thực sự đây là một mức thuế rất ao ước đối với các nhà đầu tư ở các nước phát triển. Bởi vì thường họ phải đóng cái thuế thu nhập đầu tư cổ phiếu rất cao, có nơi lên đến 35%, thực sự cao, đúng không ạ? Thế do đó là đây có thể nói mức 0,1% là một mức ao ước đối với những nhà đầu tư dài hạn. Còn tất nhiên đối với những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì họ phải trả với mức thuế này là cũng rất là cao. Bởi vì có khi họ chỉ lãi được 1-2%, có khi họ lại lỗ cơ mà họ vẫn phải đóng thuế. Đúng không ạ? Thì cái này thì chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ để đánh giá điều đó. Tiếp theo, thuế cổ tức liệu hợp lý không? Thì trước tiên là phải khẳng định chúng ta là những người mất tiền, những nhà đầu tư cá nhân nhận cổ tức. Nhưng theo quy định của pháp luật thì cổ tức phải nộp thuế là rất phù hợp, không tranh cãi cái chuyện này. Thiệt hại thì tất nhiên chúng ta thiệt hại, nhưng nó có phù hợp không? Nó có. Cũng giống như ở Việt Nam ấy, bất động sản hiện nay là chưa bị đánh thuế nhiều, nhưng ở các nước ngoài xem họ đánh thuế rất cao. Thì đến nữa, nếu người ta có đánh thuế bất động sản đi cao hơn nữa đi chăng nữa thì chúng ta sẽ bị thiệt hại. Nhưng mà đó là một điều tất yếu và là một điều phù hợp mà thôi. Hay là ngay cả việc chúng ta bán hàng online chẳng hạn, từ xưa đến nay chúng ta được lách thuế, chúng ta không phải đóng thuế, và trong tương lai họ sẽ đánh thuế, và đánh thuế đó là một chuyện hết sức bình thường. Chứ không phải chúng ta lấy lý do là tôi làm ăn nhỏ lẻ, tôi có buôn bán có tí ở trên đấy thôi, tại sao đánh thuế tôi, đúng không ạ? Đấy là chúng ta thiệt hại thì chúng ta đau, nhưng mà cái điều đó người ta làm là có lý, có trên cơ sở của pháp luật, đúng không ạ? Tiếp theo, điều nhà đầu tư phản ánh đó là giá cổ phiếu bị điều chỉnh vào ngày chia cổ phiếu. Tức là giả định cổ phiếu 100.000 đi, họ chia cổ tức 100%. Thì tức là giá cổ phiếu giảm vào 50, chúng ta thêm gấp đôi số lượng cổ phiếu lên. Như vậy, chúng ta đâu có được gì thêm, đúng không ạ? Mà chúng ta lại phải đóng cổ tức bằng cổ phiếu. Thì đây là một điều hết sức bình thường thôi. Khi chúng ta bị trạc thuế, rõ ràng là chúng ta sẽ có những cái sự bức xúc riêng. Chúng ta thiệt hại mà, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thử lật lại cái trường hợp cổ tức bằng tiền bị đánh thuế không phải là 5% đi, 5% đi. Thì rõ ràng, ví dụ giá cổ phiếu 100.000, chúng ta nhận 5.000 cổ tức tiền mặt, thì chúng ta vẫn mất 250 đồng tiền thuế, đúng không ạ? Thì như vậy rõ ràng là trong cái ngày điều chỉnh, chúng ta cũng không được gì, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn mất thuế. Thì với hai trường hợp này thì là như nhau, chúng tôi đánh giá là như nhau, không khác gì nhau cả. Bởi vì sao? Thuế cổ tức bằng cổ phiếu thì chỉ khi chúng ta bán thì người ta mới đánh. Và người ta đánh trên cái phần min của 10.000 hoặc là cái giá thị trường cổ phiếu. Thế do đó là cái mức đánh thuế này so với cái đánh thuế cổ tức bằng tiền mặt trước kia là giống nhau, không khác nhau. Đều là khi chúng ta đã nhận được tiền. Tức là chúng ta bán cổ phiếu đi, chúng ta nhận được tiền thì cổ tức đó, hoặc là chúng ta nhận tiền mặt thì cũng như nhau mà thôi, không khác gì nhau cả, đúng không? Không khác gì nhau cả. Và những cái điều này thực ra nó xuất phát từ một cái hiểu lầm rất lớn của nhà đầu tư, đó chính là liên quan đến cái giá tham chiếu, đúng không ạ? Rất nhiều quý vị bảo
cổ phiếu chia 1:1 từ 100 giảm xuống 50. Nhưng đấy không phải, đấy không phải có quá ý nghĩa, bởi vì đấy chỉ là giá tham chiếu được điều chỉnh mà thôi. Và chúng ta ấy, bị cái giá tham chiếu nó đè nặng vào đầu. Thế thành ra có chúng ta có những cái sự ác cảm rất là lớn về cái vấn đề này. Đúng không ạ? Đó. Thì hậu quả chúng tôi quy cho rằng là đấy là một cái quý vị vin vào. Đó là cái giá tham chiếu bị điều chỉnh. Thì đây chỉ là một mức giá tượng trưng mà ngày xưa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra để giúp cho các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư chưa có chuyên môn tránh bị mua hớ giá cổ phiếu trong những cái ngày đặc biệt đó. Đúng không ạ? Và nó có ý nghĩa phần nào đó bảo vệ nhà đầu tư. Nhưng chính vì có cái giá đó làm cho chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi cái những vấn đề nhìn liên quan đến thuế cổ tức bằng tiền mặt và thuế cổ tức bằng cổ phiếu. Đúng không ạ? Nhưng nếu không có cái giá tham chiếu thì sao? Đúng không ạ? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có sự phản làn gay gắt như thế này. Đúng không ạ? Và nếu giống như cơ chế của các nước phát triển thì giá cổ phiếu tự điều chỉnh và không có tham chiếu và không có trần và không có sàn thì chắc chắn quý vị sẽ bớt gay gắt đi. Đó là một điều chắc chắn. Thì cái mấu chốt của vấn đề chúng ta rất gay gắt ở đây, đấy chính là cái quy định giá tham chiếu. Đúng không ạ? Và thực tế, bây giờ tôi nêu lên một cái thực tế nhé. Vào những ngày chốt cổ tức bằng tiền mặt, đúng không ạ? Rồi chốt cổ tức bằng cổ phiếu thì thông thường các cổ phiếu tốt giá nó lại tăng rất là mạnh. Thế là quý vị và các bạn bù được cái khoản thuế đó. Và chúng ta hãy nhìn thực tế vào vấn đề. Đó là chúng ta hãy nhìn cái giá thị trường nó giao dịch. Thì lúc đó nó đúng hơn, nó phù hợp hơn, nó chuẩn hơn. Thay vì chúng ta chỉ nhìn vào cái giá tham chiếu là một cái mức giá gọi là tham khảo vô hồn mà thôi, chứ nó không có nhiều ý nghĩa. Được chưa? Đó. Và rõ ràng, nói tóm lại, chúng ta nhận cổ tức thì chúng ta phải đóng thuế. Đấy là một điều gọi là quy định rồi. Nó rất rõ ràng rồi, chứ không phải là bàn cãi nhiều cái câu chuyện này. Đó. Và việc thuế cổ tức tiền mặt hay cổ phiếu thì bản chất như tôi giải thích ở phía trên ấy, nó giống nhau, nó không khác gì nhau cả. Khi bán cổ phiếu nhận cổ tức ấy, nhận được tiền, thì cũng như chúng ta khi nhận được tiền mặt, cổ tức từ tiền mặt và chúng ta đóng thuế 5% trên cái số mệnh giá 10.000 hoặc trên cái số mệnh giá, nếu nó trên cái giá nó nhỏ hơn 10.000. Đó, thì chúng ta lấy 5% của cái nhỏ hơn trong cái đó. Thì rõ ràng thậm chí cổ tức đánh vào cổ phiếu này, nhà đầu tư thậm chí vẫn còn được lợi hơn so với cổ tức đánh vào tiền mặt đấy chứ. Nếu quý vị và các bạn giữ cái cổ tức thì 5 năm, 7 năm, 10 năm thì sau này quý vị và các bạn trả cổ tức vẫn chỉ trên mệnh giá 10.000 mà thôi. Đúng không? Thì rõ ràng là quý vị và các bạn đã lợi dụng được cái thuế không phải đóng trước. Đúng không ạ? Thì người điển hình trong cái việc lợi dụng này đó là ngài Warren Buffett. Ông ấy đã giữ nguyên cái lợi nhuận của các cổ phiếu mà rất hiếm khi bán đi. Và cái thuế thu nhập hoãn lại của ông ấy lên đến 60-70 tỷ đô một năm. 60-70 tỷ đô ở trong cân đối kế toán. Thế là một năm ông ấy lợi dụng cái thuế, ông có thể tạo ra vài tỷ đô cho cái tập đoàn của mình là hết sức bình thường. Hết sức bình thường. Đó, từ trên này thì tôi có thể đưa ra cái kết luận rằng, một, thuế thu nhập doanh nghiệp chắc chắn là có làm thiệt hại cho những nhà đầu tư cá nhân rồi. Chắc chắn thuế thu nhập cổ tức đấy chắc chắn là có thiệt hại, nhưng nó là phù hợp với pháp luật, phù hợp với thực tiễn yêu cầu. Đó là cổ tức chúng ta nhận được thì chúng ta phải có một phần thuế. Đó, nó rất phù hợp mà thôi. Chứ chúng ta không thể so sánh được với nước X, nước Y, nước Z. Hay chúng ta không thể so sánh với gửi tiết kiệm này kia được. Chẳng qua gửi tiết kiệm có thể là họ chưa đánh thuế đâu, rồi một ngày họ sẽ lại đánh. Thì cái này là một cái rất hợp pháp và rất phù hợp mà thôi. Chính vì thế cho nên cái cuối cùng trao đổi của tôi về vấn đề này ấy, là chúng ta nên không thể thay đổi được việc này, thì chúng ta nên hãy nghiên cứu kỹ về nó, tìm hiểu về nó để xem làm sao cho chúng ta có được lợi nhất mà vẫn phù hợp với về mặt pháp luật. Chúng ta vẫn tuân thủ pháp luật nhưng mà vẫn hiệu quả nhất. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta cần hướng tới. Đúng không ạ? Và bên cạnh những cái mặt xấu như chúng ta nói rất nhiều trong thời gian qua, thì AZFIN Việt Nam nhận thấy cái việc đánh thuế
vào cái cổ tức và cổ phiếu này cũng có rất nhiều cái lợi cho chúng ta. Thứ nhất là nó sẽ hạn chế việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hơn, do các cổ đông lớn, các lãnh đạo doanh nghiệp là những người nắm nhiều nhất. Chính vì thế nếu mà họ càng chia nhiều thì họ phải gánh chịu thuế rất nhiều, rất phức tạp, đúng không? Rất lớn. Tiếp theo là số lượng cổ phiếu về cơ bản sẽ tăng vừa thôi, không tăng nhiều quá. Từ đó làm cho cái chi phí lưu ký của chúng ta nó không tăng được. Ví dụ ngày trước tôi nắm một cổ phiếu chẳng hạn 1.000, nó chia gấp đôi, thế là tôi có 2.000, nghe tưởng vui nhưng thực tế tôi phải đóng phí lưu ký gấp đôi hàng tháng đấy. Đúng không ạ? Bởi vì phí lưu ký ở Việt Nam là tính trên mỗi đơn vị cổ phiếu. Người ta sẽ thu 0,4 đồng một tháng đối với một cổ phiếu. Nếu mà người ta không chia nữa, có phải là rõ ràng là đối với những nhà đầu tư dài hạn lại rất có lợi không ạ? Chúng ta không mất cái chi phí đó. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không mất cái chi phí liên quan đến thay đổi điều lệ công ty và rất nhiều cái thủ tục để có thể làm chia tách cổ phiếu. Đúng không ạ? Tiếp theo, thứ ba, cái lợi ích thứ ba chúng tôi cho rằng cũng rất tốt. Đó là các doanh nghiệp ảo, các doanh nghiệp đánh cổ phiếu lợi dụng cái việc chia cổ phiếu để đánh đấm, để lùa gà, lùa nhà đầu tư thì sẽ bị hạn chế một phần nào đó. Từ đó giúp cho thị trường chứng khoán trong sạch hơn và giúp cho các nhà đầu tư yếu thế bớt thiệt hại hơn trong cái việc này. Đúng không ạ? Bởi vì như chúng ta đã biết, một trong những điều bà con phản ánh rất nhiều đó là bà con thấy rằng chia cổ phiếu thành ra có động lực làm giá cổ phiếu tăng âm ầm chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì đấy chỉ là cái hình thức ngắn hạn thôi, nó phù hợp với đầu cơ mà thôi. Còn về dài hạn, giá trị doanh nghiệp nó không có đổ, thì tại sao chia nhỏ cổ phiếu giá lại tốt hơn to nữa? Không, nó vẫn thế thôi. Thậm chí chia nhỏ nó còn thiệt hại hơn cơ. Tiếp theo, cái lợi ích thứ tư, nó sẽ giảm bớt cái tính đầu cơ vào những cái khung thời gian chia cổ phiếu. Thực sự cái yếu tố này cũng là một cái kẽ hở. Tôi cùng với AZFIN cũng kiếm được khá nhiều tiền từ những cái ngày chia cổ phiếu của FPT, của RE, của MB, vân vân. Thì chính cái điều này xảy ra thì làm cho những cái cơ hội nó trở lên hiếm hoi hơn, nó trở lên không có hấp dẫn hơn. Như vậy là chính cái việc đầu cơ ngắn hạn đó nó cũng bớt đi nhiều. Và thực sự là chúng tôi cũng sẽ bị thiệt hại bởi cái chuyện này đấy. Đúng không ạ? Nhưng mà xét chung trên toàn bộ thị trường chứng khoán thì nó sẽ giảm thiệt hại cho những nhà đầu tư nhỏ, dễ tổn thương vào những cái giai đoạn như thế. Đúng không ạ? Tiếp theo, đó là công ty, các doanh nghiệp sẽ thực sự thu hút được những cái cổ đông trung thành nhiều hơn. Thay vì là những cổ đông mà vào với mục đích đánh đấm, với mục đích là lợi dụng đẩy giá cổ phiếu T2, T3, dăm 7 ngày, thì công ty sẽ dần dần thu hút được những cổ đông thực sự trung thành hơn. Thì từ đó nó có ý nghĩa hơn của cái thị trường chứng khoán, là đúng là một kênh dẫn vốn, chứ nó không phải là một cái nơi đánh bạc. Đó. Và cuối cùng, đó là thị trường chứng khoán có thể có một cú hích cho các doanh nghiệp chú ý nhiều hơn đến việc phân phối lợi nhuận bằng cách mua lại cổ phiếu quỹ, thay vì suốt ngày chia cổ phiếu, thậm chí chia tiền mặt chưa chắc đã tốt bằng. Bởi vì khi người ta mua lại cổ phiếu quỹ, rõ ràng người ta chuyển tiền cho nhà đầu tư, cũng là một cách phân phối lợi nhuận. Nhưng rõ ràng cách đó sẽ không mất thuế, không mất thuế, không mất phí. Thậm chí những cái cổ đông còn lại lại trở lên cô đặc hơn, lợi ích lớn hơn. Thế thành ra cái việc này chúng tôi cho rằng có thể là một cú hích cho các doanh nghiệp chú ý hơn nhiều đến cái việc mua lại cổ phiếu quỹ. Thì điều này chỉ có lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam mà thôi. Đó. Và cuối cùng, như vậy là nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn thì nó không ảnh hưởng gì đến bạn cả. Thậm chí nó có thể giúp bạn yên tâm hơn trong việc nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn. Đó là quan điểm của chúng tôi. Và cuối cùng, trong cái trình bày này, trước khi đến đến phần giải đáp quý vị và các bạn, thì chúng tôi có một câu như này: các doanh nghiệp hãy học Berkshire Hathaway. Đây là công ty của tỷ phú Warren Buffett. Công ty này có vốn hóa thị trường hiện nay là 542 tỷ đô. Giá mỗi cổ phiếu của công ty này là 347.000 đô. Tức là cả cái công ty này, cái cổ phiếu hạng A có hơn 1 triệu cổ thôi. Ông ấy 50 năm qua ông ấy không chia cổ tức tiền mặt. Đúng không ạ? Ông cũng không chia cổ phiếu. Thế nào cuối cùng không bị mất đồng thuế nào cho các cơ quan thuế cả, một cách rất hợp pháp. Ông để lại ông tái đầu tư rất tốt.
Hoặc khi không tái đầu tư sinh lời tốt thì như gần đây ông ấy mua lại cổ phiếu quỹ, ông ấy trả tiền cho nhà đầu tư cũng không mất một xu thuế nào. Thì đây mới thực sự là những cái doanh nghiệp vì cổ đông. Đó, vì cổ đông, làm cho cổ đông hiệu quả. Và nếu có những cái doanh nghiệp như thế này thì rõ ràng thị trường chứng khoán của chúng ta phát triển hơn và các nhà đầu tư của chúng ta ngày càng hưởng lợi hơn. Chính vì thế, cũng nhân cơ hội này, quý vị và các bạn hãy tìm kiếm những cái doanh nghiệp bớt chia cổ phiếu đi, mà tập trung vào những cái doanh nghiệp họ đối xử với cổ đông rất là tốt, đúng không ạ? Thay vì cứ suốt ngày chia cổ phiếu thì họ có thể là một là chia tiền, đúng không, để quý vị bớt xót ruột. Thứ hai là họ có thể mua lại cổ phiếu quỹ để giúp cho giá trị của cổ đông ngày càng gia tăng. Thì trên đây là tôi đã trao đổi với quý vị và các bạn về các cái nội dung đó. Thì bây giờ thì tôi sẽ giải đáp những cái trao đổi, những cái thắc mắc mà quý vị phản ánh. Hoặc là quý vị thấy rằng là tôi chém gió lung tung quá, nó chưa, cái phần nào đó chưa đúng, chưa chuẩn chẳng hạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể nêu ra, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Bên cạnh đó, kể cả những cái yếu tố khác bên lề thì tôi cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý vị và các bạn thôi ạ. Vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi ạ. Bạn Thủy Viên Đỗ có hỏi là thuế mới này có ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư dài hạn hoặc đầu tư để nhận cổ tức không? Cái này là không hề nha bạn nhé. Nếu mà bạn nhận cổ tức, đầu tư để nhận cổ tức, tức là nhận cổ tức bằng tiền mặt đấy, chứ không phải bằng cổ phiếu đâu. Đấy, thì đấy là nguyên tắc đầu tư nhận cổ tức nhé. Mà khi bạn nhận cổ tức bằng tiền mặt thì bạn vẫn phải đóng thuế 5% như từ xưa đến nay vẫn vậy, đúng không? Thì như vậy không ảnh hưởng gì cả. Còn nhà đầu tư dài hạn, kể cả bạn có nhận cổ phiếu cổ tức đi chăng nữa, nếu bạn giữ lâu dài chẳng hạn, thì cái thuế nó rất là nhỏ, rất là nhỏ. Nó không đáng bao nhiêu cả. Và bạn phải, đến khi bạn bán cổ phiếu bạn mới phải đóng cơ. Thì tất nhiên khẳng định nếu bạn nhận cổ tức bằng cổ phiếu nó sẽ thiệt hơn trước kia là điều chắc chắn rồi, đúng không? Nhưng mà nó cũng không đến mức mà chúng ta mất quá nhiều đâu. Nhiều người cứ hiểu lầm rằng sẽ mất 5% trên giá bán của cổ phiếu ý. Thực ra không phải, 5% trên mệnh giá 10.000 thôi. Hoặc nếu giá cổ phiếu nhỏ hơn 10.000 thì là 5% trên cái nhỏ hơn ý thôi. Ví dụ cổ phiếu Thế Giới Di Động giá 100.000, nếu người ta bán 100.000 thì người ta đóng thuế 5% là 5% ở cái 10.000 mệnh giá thôi. Tức là tương ứng với có 0,5% so với giá bán thôi. Thành ra chúng ta không phải lo về những cái chuyện đó. Mr. Hoàng Minh có nói là chỉ như đổi tiền mà phải chịu thuế. Cái điều này nếu mình tư duy trên góc độ ấy cũng đúng. Nhưng mà chúng ta cũng tư duy trên góc độ của nhà nước. Đó là rõ ràng ông dùng lợi nhuận của doanh nghiệp, ông chuyển thành vốn góp, đúng không? Tức là lợi nhuận sau thuế của ông giảm xuống, chứ cái vốn góp của ông lại tăng lên, quy mô doanh nghiệp tăng lên, rõ ràng ông đóng thuế là một điều rất hợp lý. Không có gì cái này phải thắc mắc quá nhiều cả, đúng không? Bởi vì nếu như là ông trả cổ tức cho người ta đi, bằng tiền mặt đi, ông vẫn phải đóng thuế mà. Rồi là ông góp vốn vào doanh nghiệp, đúng không? Đó, thì đây là một hình thức là doanh nghiệp họ lấy luôn cái lợi nhuận sau thuế người ta góp vốn vào vốn của công ty, đúng không ạ? Thì khi người ta chuyển lợi nhuận thành vốn góp thì rõ ràng cái việc đóng thuế chính là một điều mà hiển nhiên đấy, đúng không ạ? Vâng, và bạn Võ Triều hỏi là đánh giá như thế nào về việc mua cổ phiếu tròn 100 ở trên sàn HO? Thì điều này thực sự nó cũng phải nói, trước tiên là phải nói là nó gây ra sự bất tiện cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ mà có mong muốn được tích sản hàng tháng. Ví dụ hàng tháng bỏ ra có 2 triệu thôi chẳng hạn, thì cổ phiếu Thế Giới Di Động nó hơn 100.000. Nếu mà mua 100 cổ thì lại mất hơn 10 triệu rồi, đúng không? Thì sẽ rất là khó cho cái việc lựa chọn đầu tư của những nhà đầu tư nhỏ, hoặc là những bạn sinh viên, các bạn ấy mới ra trường, hoặc các bạn đang ở trong ghế nhà trường thì các bạn muốn mua tích lũy hàng tháng chẳng hạn, thì điều đó sẽ rất khó khăn cho. Thì cái lý do mà HO và các cái cơ quan quản lý họ đưa ra đó là để hạn chế các cái lệnh nhỏ, để cái hệ thống nó chỡ đỡ bị lỗi. Thì chúng tôi cho rằng là để cái điều đó cũng chính đáng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cách tốt nhất là họ nên nâng cấp hệ thống, cùng với các công ty chứng khoán ứng dụng AI và nâng cấp hệ thống, hơn là việc hạn chế những nhà đầu tư như vậy. Ở nước ngoài, rất nhiều nước thì họ còn không giới hạn lô là 10 cổ đâu. Lô của họ có thể là 1 cổ, đúng không ạ? Ví dụ vui là mua cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway của ngài Buffett chẳng hạn, giá 340.000 đô, 350.000 đô, mua 1 cổ thôi đã mất gần chục tỷ rồi, đúng không ạ?
Thì cái việc quy định này thì riêng cái việc quy định mua 100 cổ này thì chúng tôi thấy rằng nếu giữ nguyên 10 cổ là tốt nhất. Đúng không ạ? Thì để rộng mở cho nhiều những nhà đầu tư nhỏ, những nhà đầu tư mới tham gia, họ có thể tiếp cận mua những cái cổ phiếu tốt, những cổ phiếu lớn. Bởi vì như chúng ta thường biết, đó là những cái cổ phiếu blue chip, những cổ phiếu tốt thì thường là những cổ phiếu có thị giá rất là cao. Đúng không ạ? Thì đây là một cái việc là hết sức là hạn chế. Tuy nhiên là rằng giữa tháng 12 này nó bắt đầu thử nghiệm trong vòng 15 ngày thôi, chứ chưa phải áp dụng một cách chính thức. Thế do đó quý vị và các bạn hãy cứ an tâm, chúng ta vẫn cứ giao dịch bình thường đi đã. Bao giờ nếu có cái quy định ý xảy ra thì lúc đó Phục cũng sẽ có một buổi giao lưu, trao đổi với anh chị em nhà mình để anh chị em nhà mình giải tỏa những cái bức xúc, những cái thắc mắc của mình. Đúng không ạ? Vâng. Bạn Trung Minh có à, chế độ này hết tiền rồi, bắt đầu tận thu thuế dã man, dịch Covid bên nước người ta phát tiền cho dân. À vâng, thì tất nhiên là mỗi nơi có những cái thú vị nhất định ấy. Nhưng mà bạn Trung Minh lưu ý nhé, ở nước ngoài ấy, nếu bạn có người thân sống ở Mỹ hay Canada hay các nước, bạn có thể biết cứ cuối tháng là hóa đơn bill thuế này kia các thứ đủ thứ trên đời, thuế nó kinh khủng khiếp lắm bạn ạ. Chứ thuế nó không thấp như ở đây đâu. Ở đây tất nhiên chế độ phúc lợi xã hội của chúng ta không lớn, nhưng mà bởi vì thuế chúng ta đóng thấp. Thuế ở Việt Nam thực sự là đóng thấp. Thực sự là đóng thấp đấy, chứ không phải cao đâu ạ. Chúng tôi có những cái so sánh rồi, bởi vì chúng tôi có những người bạn, những người thân ở nước ngoài, ví dụ ở Nhật, ở Mỹ các thứ chẳng hạn. Phúc lợi xã hội của họ rõ ràng tốt hơn thật, nhưng bù lại họ phải đóng thuế rất là cao. Đúng ạ? Tuy nhiên bảo là cuộc sống của họ rất sung sướng cũng không hẳn. Cũng không hẳn. Đúng không? Chúng ta thu nhập tuy tính là tiền nó là thấp đấy, nhưng mà về cái điều kiện sống mọi thứ của chúng ta là khá là tốt, rất là ok, chứ nó không đến nỗi kém đâu, đúng không? Vâng, bạn Nguyễn Thủy có trao đổi là nạp thuế thu nhập cá nhân thì cũng là bình thường, đúng rồi. Thì thay vì cái chuyện này là đã rồi, chúng ta không thay đổi được. Vậy thì chúng ta hãy tập trung vào cái việc tìm ra những doanh nghiệp tốt đi, và chúng ta nắm giữ một cái lâu dài đi, đúng không? Thì khi đó cái phần thuế có vài phần trăm hoặc 0,1% bán nó vô cùng nhỏ nhỏ. Ví dụ tôi có anh bạn giữ cái cổ phiếu NTC ấy, anh giữ được đâu khoảng 4 năm rồi. Lợi nhuận của anh ấy 400-500%. Nhưng mà nếu bây giờ anh ấy bán mà tính thuế 0,1% ấy, anh ấy rất là bé tí. Thực sự họ rất là happy, bởi vì ôi quái lạ, tại sao thuế tôi phải đóng thấp nhỉ? Đúng không? Trong khi thuế đầu tư cổ phiếu ở bên nước ngoài, các nước lớn ấy, thì họ đánh khoảng 30% là bình thường thôi. Không, rất là bình thường thôi. Hay là ngay cả thuế thu nhập cá nhân của chúng ta ấy. Các anh chị mà đi làm lương các anh chị 70-80 triệu thôi, 80 triệu các anh chị phải đóng thuế 35%, đúng không? Phải đóng thuế rất cao. Trong khi chúng ta đầu tư cổ phiếu, nếu chúng ta tìm được những cổ phiếu tốt, nó tăng cho chúng ta cả 100%, lợi nhuận cả tỷ đồng chẳng hạn, thì chúng ta vẫn chỉ đóng thuế 0,1% với số bán thôi, thì tương đương với khoảng 0,2-0,3% lợi nhuận. Đấy là một mức rất là thấp. Thì nếu chúng ta tận dụng được cái mức thuế đang thấp như thế này, hay chúng ta hãy tập trung nắm giữ cổ phiếu giống ông Buffett đi, để thuế chúng ta phải đóng là nhỏ nhất, thì đấy là một điều rất là thú vị, chứ chúng ta không cần phải là kêu ca để làm gì cho nó mệt ra, đúng không? Tâm lý con người nhìn chung thôi. Tôi cũng giống như anh chị em là nếu đánh thuế tôi cũng sẽ bị thiệt hại thêm thôi, đúng không? Nhưng rõ ràng tâm lý con người chung chúng ta là nếu chúng ta cứ bị thiệt hại cái gì thì chắc chắn là chúng ta cứ phải kêu lên cả đại, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng có một thời gian ngắn kêu thôi. Sau đó thì chúng ta ngồi lại bình tĩnh. Chúng ta hãy tìm ra cách để chúng ta làm cái miếng bánh nó to hơn, để chúng ta được cái phần nó lớn hơn, đúng không? Chứ chúng ta không phải căn kè quá nhiều về những cái chuyện này. Bởi vì về cơ bản như mọi người có thể thấy rằng ngân sách nhà nước ấy bị thâm hụt rất lớn. Đặc biệt là trong cái thời buổi Covid như này, thu ngân sách thì cực kỳ thấp, nhưng mà phải chi đầu tư công mọi thứ rất lớn để có thể kéo cái nền kinh tế này đi lên. Thế do đó rằng là họ cũng phải tìm cách, họ cũng phải đánh những cái thuế chính đáng để họ thu về cái tiền. Khi đó thì họ mới có thêm cái ngân sách để họ đầu tư công một cách mạnh mẽ chứ. Còn nếu họ không có thì cũng sẽ rất nguy hiểm, đúng không ạ? Việc vay nợ nước ngoài rất nhiều thì điều đó cũng rất nguy hiểm, chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Chính vì thế cho nên chúng ta cũng là một cái thành viên, là một cái công dân, thì chúng ta vẫn cứ tuân thủ những cái gì mà yêu cầu. Còn tất nhiên cái gì mà nó mà quá đáng quá thì chúng ta cũng phải nói lên cái tiếng nói của chúng ta, đúng không ạ?
Vâng. À, anh Nguyễn Thảo, anh chị Nguyễn Thảo ở đây có nghĩ sao về lô tối thiểu 100 cổ phiếu trên HO đúng không ạ? Về lâu dài có ảnh hưởng đến số lượng nhà đầu tư tham gia không? Đặc biệt là những người mới tham gia vì sẽ gây rủi ro lớn với người có vốn thấp. Thì cái điều này thì Phục cũng nói ở phía trên rồi đúng không ạ? Thì rõ ràng là điều này nó gây cản trở cho những nhà đầu tư nhỏ, những nhà đầu tư mới họ muốn tham gia đúng không ạ? Thay vì là họ có thể chọn những cổ phiếu to, những cổ phiếu tốt thì họ lại tiền ít quá có khi họ lại nhảy vào những cổ phiếu nhỏ nhỏ kém chất lượng hơn chẳng hạn. Thì điều này là nó cũng có chút ảnh hưởng. Tuy vậy thì cũng nhân đây thì Phục cũng rất là chia sẻ với anh chị em điều này và mong muốn rằng là anh chị em hãy cố gắng, chúng ta hãy dành thời gian, nếu chúng ta xác định đây là một kênh sinh lời tích lũy cho mình lâu dài thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về cái kênh này, tìm hiểu thêm về cổ phiếu để chúng ta lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt, đúng không ạ? Và tiền thì thôi, thay vì tháng nào chúng ta mua thì chúng ta có thể tích lũy khoảng độ 3 tháng, 4 tháng chúng ta mua một lần cũng được, không sao cả. Hoặc là chúng ta hãy lấy cái đó làm động lực để chúng ta tăng cái thu nhập công việc hiện tại để chúng ta tích lũy được nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng, anh Hoàng Minh có đưa ra là không bán cổ tức mà cứ để qua nhiều năm. Vâng, nếu mà cổ phiếu tốt thì chúng ta giữ thế nó tuyệt vời, nó càng ngày càng sinh lời cho chúng ta. Mà trong khi chúng ta đóng thuế cổ tức thì chúng ta vẫn chỉ đóng trên cái mệnh giá 10.000 thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Giá 30.000 thì chúng ta chỉ đóng trên 10.000 mà trên 300.000 cũng chỉ đóng trên 10.000. Thế là nếu chúng ta giữ một cách lâu dài, lợi nhuận chúng ta tốt, thế là cái mức thuế trên 10.000 thì là 5% đúng không ạ? Nhưng mà trên 100.000 thì nó lại là 0,5%. Nếu mà trên 200.000 nó là 0,25% thì nó lại nhỏ đi rất nhiều. Thì cái điều này nó rất có hại cho những nhà đầu tư chết đinh đánh ngắn hạn. Thì điều này tôi khẳng định là như thế, rất có hại cho những nhà đầu tư active đánh rất ngắn hạn. Nhưng mà ngược lại đối với nhà đầu tư dài hạn, càng dài hạn thì về cơ bản nó không ảnh hưởng đến đáng kể. Đúng không ạ? Vâng, nó không ảnh hưởng đáng kể. Mua cổ phiếu quỹ thì không, về cơ bản không phải thay vốn đổi vốn điều lệ đâu. Tức là cái nói tóm lại là số lượng cổ phiếu lưu hành rồi số lượng cổ phiếu lưu hành nó sẽ giảm đi đấy. Giảm đi. Đúng không ạ? Sẽ giảm đi. Thì mua lại cổ phiếu quỹ về cơ bản nó đơn giản hơn mấy ông kia cơ. Mà nó lại không mất thuế, tiền vẫn ra được nhà đầu tư nhưng không mất thuế. Vâng, mua cổ phiếu quỹ thì tại sao làm tăng giá trị cho nhà đầu tư đúng không ạ? Về cơ bản như này, nếu mà doanh nghiệp khi họ để vốn ở trong công ty hoạt động, họ dư vốn chẳng hạn, đúng không ạ? Họ dư vốn thì họ có thể là thay vì gửi ngân hàng lấy 6-7% thì họ có thể mua lại cổ phiếu. Thế là số lượng cổ phiếu lưu hành ở trên thị trường nó thấp đi rất nhiều. Trong khi cái kết quả kinh doanh của họ có thể giảm một chút thôi, không giảm nhiều như cái việc là số lượng cổ phiếu lưu hành giảm. Thế như vậy là EPS là thường những cái doanh nghiệp họ tính toán kỹ thì EPS của họ thường tăng sau khi mua lại cổ phiếu quỹ. Thì như vậy là những người giữ lại cổ phiếu còn lại sau này sẽ được tăng cái giá trị rất là tốt, bạn ạ. Đúng rồi ạ. Bạn Nguyễn Toàn Hảo có hỏi là cổ phiếu chỉ bị tính thuế từ ngày 7 tháng 12 năm 2020. Đúng rồi ạ. Tức là những cái ông nhận trước thì sẽ không bị đâu ạ. Vâng. Còn từ ngày này thì những ông nào nhận thì sẽ bị đâu ạ. Tuyền Vũ có hỏi là thế thì ngân hàng năm nào cũng thấy cổ tức bằng cổ phiếu liệu có giảm tính hấp dẫn không? Thì chia sẻ với Tuyền Vũ là tất nhiên là nếu cổ tức bằng cổ phiếu nó sẽ giảm cái tính hấp dẫn hơn so với những năm trước là vì không đánh thuế. Nhưng mà cổ tức bằng cổ phiếu bị đánh thuế 5% thì cũng y như tiền mặt. Nếu họ trả tiền mặt cho bạn thì cũng bị đánh thuế 5%. Thì chúng ta vẫn thiệt hại 5% trên cái phần cổ tức y thôi. Thế thành ra về cơ bản là nó cũng không có gì là đó là nó thay đổi nhiều đâu, đúng không ạ? Bạn nhận năm ví dụ như MBB trả 1.000 đồng tiền mặt, đúng không? Bạn vẫn phải đóng 50 đồng tiền thuế. Nếu MBB họ trả 10% cổ phiếu, bạn vẫn phải đóng 50 đồng tiền thuế nếu khi bạn bán, đúng không ạ? Thì về cơ bản là giá trị của chúng ta cũng đều bị điều chỉnh từng ý cả, đúng không ạ? Đó, về cơ bản là như vậy thôi. Nhưng mà đúng là nó sẽ bớt hấp dẫn hơn so với ngày trước nếu mà trả cổ phiếu. Tuy nhiên cái vấn đề đó nó rất là nhỏ, nó chỉ là một phần rất nhỏ xíu thôi. Vấn đề của chúng ta bây giờ là định giá cổ phiếu có hấp dẫn không? Ví dụ trước kia là bạn định giá cổ phiếu 30, đúng không? 30. Thì bây giờ biên an toàn của bạn là 30% thì nó giá 21 bạn mua chẳng hạn. Thì thôi bây giờ là thêm một chút thuế thì bạn bảo là 20.95 bạn mới mua chẳng hạn. Thì bạn nâng biên an toàn lên một chút xíu thôi cũng không vấn đề gì cả. Hà Đỗ Trung đang lại sợ nếu mà không chia tách mà đến lúc một lúc ngày nào có thanh khoản cổ phiếu thấp thì có sợ không? Sợ gì đâu bạn. Chứ những cái cổ phiếu nào nó nhỏ quá thì tất nhiên nó sẽ có tính, mất tính thanh khoản. Còn những cái cổ phiếu nào trên sàn mình cả vài tỷ cổ phiếu đâu có mất thanh khoản, đúng không ạ? Làm sao mất được thanh khoản, đúng không ạ? Rất thoải mái luôn. Vâng,
Thì như bạn Đăng Thụy có nói là nếu đầu tư dài hạn nhận cổ tức rồi cổ tức lại đẻ cổ tức lại đẻ cổ tức thì tính thuế cổ tức kiểu gì đúng không ạ? Thì rất đơn giản, họ cứ cộng lại mỗi lần là bao nhiêu cổ tức họ cộng tất lại, và bạn bán lô nào thì họ tính luôn lô đó là lô cổ tức đi. Thì cái vấn đề này là đau đầu cho các công ty chứng khoán. Và tất nhiên là chúng ta là nhà đầu tư, nếu chúng ta cũng có rất nhiều các cái cổ phiếu cổ tức ấy, thì anh chị em phải lưu ý với tôi rằng đó là anh chị em đôi lúc cũng phải lôi cái tài khoản ra mình sao kê để mình tính toán lại. Bởi vì nhỡ may họ tính sai hay sao? Bởi vì trường hợp này là xảy ra khá nhiều lần ở các công ty chứng khoán đấy, họ có thể tính sai. Chính vì thế quý vị và các bạn ấy phải sao kê ra cái file Excel hay là cái bản giấy in ra và quý vị và các bạn tra soát lại. Nhiều lúc là sẽ bị thiệt hại đấy nếu chúng ta không để ý. Không để ý, nếu công ty nó tính sai thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm nhé. Vâng, trường hợp doanh nghiệp ESOP có nhân viên có tính thuế cổ tức không anh? Hay đây chỉ như là một trường hợp mua cổ phiếu? Thì ESOP đây là một trường hợp mua cổ phiếu bình thường thôi ạ. Và họ mua họ phải trả giá bình thường đấy ạ. Thì nếu họ bán thì họ chỉ chịu thuế 0,1% bán thôi ạ. Không bị tính thuế, đấy không phải cổ tức đúng không ạ? Đấy cũng không phải chia cổ phiếu thưởng đúng không ạ? À, thực sự là nếu mà cổ phiếu tốt thì anh thiện nhân thì không cần phải bán hết những cổ phiếu đâu. Chúng ta cứ giữ thôi chứ có gì đâu. Hoặc là anh có thể mua bù cho đủ 100. Nhưng mà về cơ bản nếu cổ phiếu tốt thì cũng không sao cả. Đến nữa chúng ta vẫn có thể bán được. Các anh chị cũng không phải lo lắng nhiều quá đâu. Đúng không ạ? Đặc biệt là số lượng nó lại có đôi ba chục thì cổ phiếu thì chúng ta cũng không phải lo lắng. Nó không phải là số lượng nhiều. Vâng, băng LD có hỏi Phục có thể đánh giá ở góc độ góp vốn vào doanh nghiệp, sau đó tiếp tục tái đầu tư, phát sinh thu nhập, sau đó phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, như vậy có trùng không? Thì vấn đề là không hề trùng đâu anh ạ. Nếu mà anh giữ nguyên ở cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở trên cân đối kế toán ấy, thì người ta sẽ không đánh thuế vào đấy đúng không ạ? Nhưng mà khi anh chuyển cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn góp, đúng không ạ? Thì tức là anh đã phân phối lợi nhuận rồi và anh lại góp vào một công ty, góp tăng vốn thêm công ty để lại kinh doanh phát triển, thì lại bị đóng thuế. Thì đấy là một điều, đấy là lớp thứ hai rồi. Chứ hai cái này nó không hề chồng lắp với nhau đâu. À, cơ quan quản lý nhà nước họ giải thích cũng rất hợp lý về mặt pháp luật cũng như là về cái mặt lý luận của họ, rất phù hợp đấy. Chứ họ không có cái gì đó là gọi là mâu thuẫn cả đâu. Còn chúng ta cứ bảo thuế chồng thuế, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quen là ngày xưa chúng ta chưa bị đánh thuế, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta bị đánh thuế 0,1 và giờ lại đánh thuế này, thì tất nhiên là chúng ta quen như thế rồi, thì thành ra là có những một cái mới nó ốp lên thì chúng ta thiệt hại, thì chúng ta phải kêu. Đấy là một điều hết sức bình thường, rất là chia sẻ cùng anh chị em những cái điều đó thôi. À, Nguyễn Hữu Trọng có nói phát hiện một cái rất thú vị, đó là tính ra những cổ phiếu thị giá cao sẽ áp thuế ít hơn cổ phiếu thị giá thấp ạ. Đúng, phải nói bạn Trọng, bạn Trọng phát hiện ra một cái này rất tuyệt vời đấy. Đó, thì cái này bạn có thể ứng dụng vào trong đầu tư, rất thú vị đấy. Và Henry Nguyễn có nói là giả sử trong 5 năm mình tích được 1.000 cổ phiếu bằng cổ tức, đúng không ạ? Tổng cộng có 11.000 cổ phiếu, đúng không ạ? Thì sao lúc mình bán 5.000 cổ phiếu thì bên chứng khoán được 1.000 là cổ tức, đúng không ạ? Thì thôi, người ta hiển nhiên, người ta hiểu luôn là chúng ta bán cổ tức trước, đúng không ạ? Tất nhiên là phân ra lô nào nó cũng rất khó, đúng không? Nhưng rõ ràng là chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận thì thôi, người ta làm thế cũng là một cách hợp lý thôi. Nhà nước thì họ phải nắm đằng chuôi. Và anh Hoàng Minh có hỏi là như vậy là cổ phiếu ngân hàng Techcombank không chia cổ tức là tốt phải không anh Phục? Thì xin chia sẻ với anh là có chia cổ tức hay không thì tốt hay không, nó phải phụ thuộc nếu ông giữ lại. Ông phải tái đầu tư bằng cái có cái lợi suất nó cao hơn là ông trả cho chúng tôi tự đầu tư cơ. Ví dụ là ông ấy giữ lại, ông có ROE được 15 đến 18, 20% chẳng hạn. Như vậy rất tốt. Phục rất thích những cái doanh nghiệp giữ lại mà tái đầu tư được cái lợi suất cao như thế. Thì một trong những lý do của những nhà đầu tư giá trị thành đạt ấy, họ rất quan tâm đó là khả năng tái đầu tư của doanh nghiệp như này. Đúng không ạ? Có những doanh nghiệp rất ngon nhưng nó bé tí đấy. Mua xong nó cứ trả tiền cho mình chẳng hạn. Thế trong khi cái tiền mình ấy mà này bác đi gửi tiết kiệm thì lại lãi rất thấp. Thế thành là họ rất thích những doanh nghiệp mà làm sinh ra lợi nhuận rất tốt. Ngoài ra lại còn giữ lại cái lợi nhuận để tái đầu tư với cái lợi suất cao. Thì đấy mới là những cái cổ phiếu mà xứng đáng nắm giữ lâu dài và nó mới là phát huy cái lợi suất kép đấy anh ạ. Đó, thì nó rất tốt. Còn cái cổ phiếu nào mà nó lại giữ lại cổ tức mà sinh lời không lớn, không đáng kể, thì khi đó thì rõ ràng là cái việc giữ lại là một việc rất tệ hại,
Thay vì thế họ hãy trả cổ đông bằng cách mua cổ phiếu quỹ đi, đúng không? Hoặc chia tiền mặt cũng được. Đó, thì đấy là những cái đó. À, cổ tức bằng cổ phiếu có lợi gì ạ? Thực ra là chả có lợi gì đáng kể cả, ngoài cái việc là cái xác doanh nghiệp nó to hơn. Ví dụ như Phục mà đi Phục công ty Phục với công ty một anh nào đó, hai công ty đều có 100 tỷ vốn chủ sở hữu chẳng hạn. Mà mình này có vốn điều lệ là 100 tỷ, ông kia vốn điều lệ là 10 tỷ, thế rõ ràng mình ngoài hơn rồi. Mình đến đi đàm phán, mình đến đi vay ngân hàng, mình đi nói chuyện, mình ở vốn công ty thôi, vốn điều lệ 100 tỷ. Đúng không? Ông bên cạnh bảo vốn có 10 tỷ. Thế như vậy là ông nghe đã thì đuối hơn rồi. Đúng không? Thì đôi lúc là cái xác là to hơn thì nó cũng giúp ích cho một số việc trong đàm phán trong này kia, hoặc là ở một số cái công trình nhà nước, cái này cái kia họ yêu cầu đấu thầu là phải có vốn điều lệ đủ bao nhiêu, thì cái đó nó góp ích. Nhưng mà những cái doanh nghiệp rất lớn trên sàn nó nên các cả tỷ cổ phiếu thì cái việc ý nó không nhiều ý nghĩa nữa. Nó không nhiều ý nghĩa, đúng không? Vâng, Quốc Nhật có hỏi là nếu doanh nghiệp chia lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng hình thức mua cổ phiếu quỹ thì về cơ bản EPS tăng nhưng tính thanh khoản giảm đi, vậy có thực sự tốt không? Thì thực sự như này, những cái nhà đầu tư dài hạn ấy thì họ lại thích thanh khoản nó vừa vừa thôi. Nếu mà doanh nghiệp ấy làm đạo đức tốt, mọi thứ rất ổn, rất ok thì họ lại rất thích điều đó. Tuy nhiên cái việc mua cổ phiếu quỹ để mà làm giảm thanh khoản thì trừ khi này doanh nghiệp ấy nó phải rất ít cổ phiếu rồi cơ. Và khi thanh khoản thấp như thế giá cổ phiếu hiếm, thậm chí giá nó rất tốt. Tất nhiên nó có hai mặt, đúng không ạ? Một mặt là exit ra nó hơi khó, đúng không ạ? Tuy vậy thì nếu cổ phiếu nào mà cô đặc quá thì chúng ta phân bổ vừa thôi, đúng không ạ? À, tiền gửi ngân hàng tiệm cận bằng không có ảnh hưởng gì đến chứng khoán không ạ? Thì cái vấn đề này là rất tốt cho thị trường chứng khoán đấy. Nếu tiền gửi thấp quá thì tất nhiên là cái kênh gửi tiết kiệm cạnh tranh với chứng khoán nó sẽ bớt hấp dẫn. Khi đó thì một phần nó sẽ chuyển sang chứng khoán, đúng không ạ? Ngoài ra tiền gửi ngân hàng mà thấp ấy thì suy ra tiền các ngân hàng cho vay ra cũng thấp. Khi đó cái giá vốn doanh nghiệp của doanh nghiệp nó cũng giảm xuống, từ đó lợi nhuận của doanh nghiệp nó tăng lên, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ ba là tiền gửi ngân hàng thấp thì chứng tỏ người ta đầu tư cổ phiếu người ta yêu cầu lợi nhuận không cao, khi đó thì định giá cổ phiếu sẽ cao hơn, đúng không ạ? Ví dụ thay vì nó trả PE 12, 13 nó có thể trả PE 20 lần. Từ tháng 12 này đến ngày từ mùng 5 đến đến 15 tháng 12 này thì cộng đồng tích sản vẫn mua bình thường 10 cổ, các lô bình thường 10 cổ nhé. Không nhất thiết phải mua 100 đâu ạ. Thử nghiệm từ 15 tháng 12 thì phải, chứ nó chưa phải chính thức ạ. Vâng, bác Răng Không Sâu có bảo phân biệt thế nào mà biết được số cổ phiếu gốc và số cổ phiếu nhận cổ tức. Thì thực ra người ta không cần phải phân biệt đâu. Ông bán những cái lô đầu tiên thì người ta coi rằng đấy là bán cổ tức đi. Thì chuyện là hết sức bình thường thôi, chúng ta không phải tranh cãi gì cả, đúng không? Đúng không? Bán đấy chúng ta chốt lời thôi, đấy coi như là bán phần cổ tức đi. Thì người ta tính thuế luôn, đúng không? Thì đấy cũng là một cách rất là dễ, đúng không? Thực ra là thị trường chứng khoán Việt Nam của mình là nếu tính ra thì thuế như vậy là thấp so với các thị trường phát triển đấy, không phải cao đâu anh chị em ạ. Thực sự không phải cao đâu. Vâng, cái chi phí cho các anh chị mà chuyển ra cái phí mới là lớn đấy. Cái phí giao dịch ấy, cái đó mới là lớn đấy, chứ còn thực ra là cái thuế nó không phải quá lớn đâu. Đúng rồi ạ, bạn Hiếu Hoàng có nói là chỉ đánh thuế vào cổ phiếu thưởng hoặc cổ phiếu cổ tức. Đúng rồi, không phải là đánh thuế trên toàn bộ số lượng cổ phiếu của chúng ta nhé. Đúng không ạ? Trên toàn bộ cái số của chúng ta bán thì chúng ta mất 0,1%. Đấy là thuế thu nhập cá nhân. Ngày trước thì có hai phương án cho chúng ta lựa chọn. Thì khi đó đa phần các nhà đầu tư cũng như các công ty chứng khoán thì họ lựa chọn là 0,1% cho dễ tính. Chính vì thế cho nên nó mới có cái 0,1% đấy. Còn ngày trước họ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ hai là đánh thuế trên cái phần lợi nhuận thôi. Đúng không ạ? Lợi nhuận được bao nhiêu thì đánh thuế. Đúng rồi, bạn viết trường đây là chỉ đánh thuế là khi bán cổ phiếu đi, chứ không phải là vừa mới chốt ngày nhận đã bị đóng thuế ạ. Đúng rồi, anh Công Minh có chia sẻ rất hay. Chính ra cái thuế cổ tức này hạn chế việc doanh nghiệp in giấy lộn ra còn còn gì nữa, đúng không ạ? Đúng rồi, ở nhiều nước là phải 15% là có đấy, đúng rồi ạ. Vâng, thôi thì chúng ta hãy là cứ coi cái chuyện này là một chuyện vui vẻ đi. Và chúng ta hãy nghiên cứu những cái cổ phiếu tốt, những cái cổ phiếu tuyệt vời chúng ta nắm giữ bền vững này để chúng ta đỡ phải đóng thuế nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta đỡ phải đóng thuế nhiều. Đấy là một cách rất là tốt, đúng không ạ? Đó, thì tất nhiên là khi người ta đưa ra một cái luật mới thì nó cũng sẽ vấp phải rất nhiều cái sự phản ánh rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Và cổ tức 100k, tức là 100k tiền tiền đấy thì mất 5k tiền thuế thôi ạ. Đó, còn 5% là nó chỉ đánh thuế trên mệnh giá là 10.000. Hoặc là nếu giá cái thị trường cổ phiếu thấp hơn 10.000 thì nó chỉ đánh 5% trên cái thấp hơn 10.000 đó.
chứ không phải là 5% trên bất kỳ cái giá thị trường nào của cổ phiếu nhé. Nếu lớn hơn 10.000 nó chỉ tính trên 10.000, nếu nhỏ hơn 10.000 thì nó tính nhỏ hơn 10.000, tức là phần min của 10.000 và giá thị trường của cổ phiếu. Thì phần nào nhỏ thì người ta sẽ đánh thuế 5%. Thì đấy cũng là một cái điều khá hợp lý, chứ nó cũng không phải là cái gì đó là quá là bất bình đâu ạ. Thuế đánh trên cổ tức bằng cổ phiếu xin thưa lại là 5% nhé, không phải 10% đâu ạ. Vâng, 5% thì tính thuế trên mệnh giá 10.000 hoặc 5% tính trên cái giá thị trường cổ phiếu nếu giá cổ phiếu nhỏ hơn 10 ạ. Vâng, thì xin phép cả nhà là kết thúc cái buổi live stream ở đây được không ạ? Xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ ạ. Và chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt và nắm giữ lâu dài để từ đó hưởng lợi rất lớn như ông Buffett chẳng hạn. Đúng ạ. Xin chúc cả nhà buổi tối tuyệt vời ạ. Xin chào ạ.